Tháng 13 chào mừng, tháng 1 chào mừng năm học mới.
2020, tháng 2, mừng Đảng, mừng Xuân, tháng 3. Chào đón sự có mặt của anh Trịnh Hồng Hiếu, Phó Bí thư Đoàn Thị Trấn. Hôm nay liên đội trường trung học có xin chúc sức khỏe để các đồng chí đại biểu, quý thầy cô giáo và tất cả các em. Trong một liên đội có số chi đội lớn nên ảnh hưởng đến việc giáo dục tư tưởng của đội viên.
Thưa đại hội, với chủ đề đêm học thiếu nhi Việt Nam đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, trường tiểu học số 2 Tam Quan. Tiếp theo mời bạn Dương Giang, thư ký đại hội chuẩn bị lên đặt. Thank you.
và đội ngũ góp ý bổ sung để ban chỉ huy liên đội mới hoạt động tốt. 6 Nguyễn Hoàng Khánh Xuân, 6A7. Hôm nay trong đại hội chính tốt, em xin thêm này. I'm gonna make you mine.
Thank you.